Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng Chạp, gần tới ngày ông Công ông Táo. Mấy ngày nay thì làng cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ đang rộn ràng với vụ thu hoạch cuối cùng trong năm. Nghề ươm nuôi cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm bắt đầu từ những năm 1960 và phát triển cho tới ngày nay. Hiện nay toàn xã Tuy Lộc có hơn 30 ha nuôi cá chép đỏ của 250 hộ dân, tạo việc làm cho trên 1.140 người. Trung bình mỗi hộ sẽ xuất bán từ vài tạ cho tới vài tấn cá chép đỏ mỗi năm. Thông thường chỉ đến chiều 22 tháng Chạp, cá chép đỏ Thủy Trầm đã bán hết. Theo thương lái tỏa đi khắp các tỉnh miền Bắc, thậm chí cả các tỉnh thành phía Nam. Ghi nhận mấy ngày qua, giá cá chép đỏ bán tại cơ sở còn khá thấp, chỉ từ 80.000 đến 90.000 đồng một kg. Giá này không đủ bù cho chi phí chăm nuôi nửa năm trời. Tuy vậy, bà con cũng cho biết giá cá sẽ cao lên trong khoảng 2 ngày trước lễ cúng táo quân. Nghề nuôi cá chép đỏ cúng táo quân tại làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ từ khoảng năm 1960. Đến năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công nhận làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm và đầu tư cơ sở vật chất phát triển làng nghề. Tháng 12 năm 2018, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ công bố bàn giao văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể cá chép đỏ Thủy Trầm cho Hợp tác xã Cá chép đỏ và Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Thủy Trầm. Suốt một năm qua, gần 1.000 hộ dân tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương luôn phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Nhiều tháng nay, gia đình ông Ngát phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch. Nước bơm rất yếu nên ông chỉ lấy được nước ở tầng 1, nhưng chất lượng nước cũng không đảm bảo vệ sinh. Tình trạng thiếu nước thì bơm nó chỉ có mỗi một ngày nó bơm được một hai chốc thôi. Còn thường xuyên là không bơm để tự chảy nên nước chỉ nhú nhú, lấy nước ở dưới mặt đất thì được. Còn nước mà lên đến cao khoảng 2 mét trở lên là không thể lên được. Nó rất là yếu. Mà nước là nguồn nước là cũng bẩn. Gần đó gia đình anh Dũng cũng thường xuyên trong tình trạng thiếu nước. Do nước yếu nên anh phải mua thêm máy để bơm nối nhưng vẫn không đủ nước cho gia đình sử dụng. Tức là nó thường xuyên thiếu đấy. Cứ hôm nào mà gia đình nhiều người về dùng cái là thiếu, là không đủ để sinh hoạt đâu. Cái gia đình là phải mua thêm một cái máy bơm nữa để bơm hút ở cái nguồn cung cấp lên đẩy lên trên téc để sử dụng. Chính quyền xã Cộng Hòa cho biết gần 1.000 hộ dân ở đây đang sử dụng nước từ Hợp tác xã Nước Sạch Cô Dũng. Gần một năm trở lại đây, nước rất yếu và nhiều khi mất nước vào những ngày nghỉ lễ. Chính quyền địa phương đang phối hợp để nâng cấp công suất cấp nước. Nguồn nước của nhân dân là chúng tôi cũng đang kiến nghị với lại Hợp tác xã cũng như là các cơ quan chức năng để làm sao để cho Hợp tác xã Nước Sạch Cô Dũng là nâng cấp cái công suất cũng như là xử lý cái nguồn nước là hợp vệ sinh hơn để đảm bảo cái nguồn nước cho sinh hoạt cho nhân dân thôn Đường Vu chúng tôi. Người dân nơi đây đang rất mong mỏi các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, kịp thời nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước để người dân có đủ nước sạch sinh hoạt, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới. Được khởi công từ năm 2011 với vai trò quan trọng trong việc cấp nước tưới cho 16.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của thủ đô. Nhưng 12 năm qua, dự án đầu tư tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù việc lấy nước từ sông Đà tại điểm cống đấu nối đầu nguồn đã xong, nhưng mà để vận hành thì toàn bộ tuyến vẫn đang chờ thời gian. Đây là một trong 8 hộ gia đình hiện chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Dù đã có quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, nhưng chính quyền vẫn kiên trì vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Mục tiêu không phải là cưỡng chế người dân trong ngày chuẩn bị đón năm mới. Nguyện vọng của tôi là coi là hỗ trợ như nhà tôi cho thỏa đáng, không thiệt thòi cho nhà tôi, thế thôi. Còn tôi không chống đối, tôi không phản đối. Là người có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng, ông Tiết cho biết trước đây sông Tích nhỏ, nước không đủ sản xuất nông nghiệp. Khi dự án này hoàn thành, sẽ điều tiết nước, không bị thiếu mùa hạn, đồng thời tránh được lũ lụt trong mùa mưa. Do đó, dù bị thu hồi 280 m2 đất, nhưng ông đồng thuận và ủng hộ dự án. Tôi cũng là một người cán bộ của ngành thủy lợi trước đây. Về hưu thì tôi rất thấu hiểu những cái gì có lợi chung cho thì mọi người dân đều cố gắng để cùng đóng góp.
Dự án cải tạo sông Tích có 27 km đi qua 9 xã thuộc huyện Ba Vì với 302 hecta liên quan tới 7.000 tổ chức, cá nhân phải giải phóng mặt bằng từ năm 2011 đến nay. Với khoảng 1,2 hecta còn lại, chính quyền các cấp của Ba Vì vẫn tiếp tục bền bỉ tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách đền bù và bàn giao mặt bằng cho dự án. Là xã nằm trong cái diện là xã thuộc vùng trung du của huyện Ba Vì nên chỉ áp dụng được một lần đơn giá là 84.000 đồng trên một mét vuông. Đấy, nên các hộ muốn nhân lên 5 lần nữa nhưng không có cơ sở pháp lý để nhân. Đấy, nên là các hộ chưa đồng thuận, mà chúng tôi đang phải giải thích rất nhiều lần về chính sách pháp luật. Trao đổi về tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư là Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, dự án được phê duyệt năm 2010, khởi công tháng 5 năm 2011, nhưng đến năm 2014, chủ đầu tư mới được bàn giao một phần diện tích để thi công do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tiến độ của dự án nhiều lần bị điều chỉnh, mà gần đây nhất, thành phố cam kết hoàn thành toàn bộ đoạn 1, giai đoạn 1 trong năm 2023. Hiện chủ đầu tư đang nỗ lực để thực hiện được cam kết này. Theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, thì đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 thì đã đưa được nước từ sông Đà và sông Tích. Và hiện nay là trên toàn bộ lòng dẫn là có 6 mũi thi công và sẽ phấn đấu trên cơ sở mặt bằng đã bàn giao sẽ phần đầu đến 30 tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành cơ bản các cái hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án. Sông Tích dài 110 km, bắt nguồn từ vùng núi Ba Vì. Thời gian qua, nhiều đoạn đã trở thành sông chết, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế xã hội của 8 huyện phía Tây, Tây Nam Hà Nội. Để làm sống lại dòng sông, năm 2010, thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án tiếp nước khôi phục sông Tích với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Nhờ vào kỹ thuật kéo chân dài cho những chậu hoa cúc, nhà vườn ở miền Tây đã nâng được giá trị của những chậu cúc bình thường lên cao gấp từ 3 đến 4 lần vào dịp Tết. Và với việc quấn rễ kéo dài chân cho cúc thì nhà vườn cũng đã tạo ra sản phẩm hoa kiểng độc đáo chất lượng để có thể phục vụ cho thị trường Tết. Những chậu cúc Đài Loan cao ngang vai người trưởng thành. Để có được dàn hoa cúc chân dài này, ông Trần Văn Xê, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã sử dụng tuyệt kỹ kéo chân đầy sáng tạo. Trước đó, ông Xê chuẩn bị gần 2.000 chậu hoa các loại, nhiều nhất là cúc Đài Loan và mâm xôi, nhưng ông chỉ tiến hành kéo chân cho hơn 100 chậu cúc. Ông đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng hoa. Đây là năm thứ hai, người đàn ông 50 tuổi này tiến hành tăng chiều cao thành công cho cúc. Cúc sông đèn để tăng chiều cao hơn cúc bình thường nè. Mình trồng trước cỡ rằm tháng 7, mình trồng trước hơn một tháng. Ông Xê cho biết, cúc là loại hoa mất nhiều công chăm sóc, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết và đòi hỏi kỹ thuật cao. Vậy nên việc kéo dài chân cho cúc cũng khó gấp nhiều lần. Nguồn cây giống phải chuẩn bị giống và trồng sớm hơn một tháng so với chậu cúc thông thường. Nếu như những chậu cúc bình thường chiều cao chỉ đạt từ 50 đến 60cm, đạt đỉnh là 70 đến 80cm, thì những cây cúc chân dài của ông có thể cao từ 1,4 đến 1,5m. Thời gian với kéo cái cúc cho nó thiệt là cao lên, nó cao cho nó là mới, nó lạ hơn ta. Làm thử cũng mới thí điểm thôi, nhưng mà thấy nó cũng được nè. Cây cúc hiện tại giờ là cao, cây cúc bình thường thì nó có khoảng 7-8 tấc là cao lắm nè, thuộc dạng cao rồi. Còn cây cúc này tới một cao khoảng 1,5-1,4 chứ không dưới đâu. Khi cây đạt độ cao nhất định, ông C sẽ tiến hành trong đèn để cây không ngủ và liên tục phát triển để đạt độ cao yêu cầu. Sau đó phải tiến hành cắt đèn trước Tết 2 tháng để cây kịp nở hoa đúng dịp Tết. Các chậu cúc này chỉ chừa mỗi chậu 150 bông, sau đó tiến hành tuyển lựa, cắt tỉa, chỉ để 100 bông đều đẹp và chiều cao bằng nhau. Sông đèn là phải sông đèn suốt nè, sông đèn mà sáng mà nó sáng ở ngoài ruộng nhiều quá thì sâu gậy nó lại nhiều, mà mình cũng phải xịt thuốc nhiều. Bây giờ cây nào xấu, cây nào yếu, cây nào lùn quá cũng phải bỏ ra, hao lắm. Giá cúc thông thường 100.000 đồng mỗi chậu, nhưng khi kéo chân dài có thể bán với giá từ 400.000 đến 500.000 đồng mỗi chậu. Hiện đã có nhiều khách đặt mua, hứa hẹn hút hàng vào dịp Tết sắp tới.